Hi, chào cả nhà mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với cái nhà mình vấn đề này. Rất là nhiều anh em thắc mắc và anh em muốn hỏi mình. Và trước khi mà vào video mình muốn nói với cả nhà mình nhắn đi nhắn lại rất là nhiều. Người mua lầm và người bán sẽ không bao giờ lầm đâu cả nhà. Lưu ý giúp mình ở chỗ này. Và lý do vì sao mình nói câu đó thì nói chung là cả nhà cố gắng xem hết video này thì cả nhà sẽ biết ha. Mình sẽ nói từng cái nếu mà có gì mà sai sót mong cả nhà mình thông cảm bỏ qua ha. Và đặc biệt khi một cái bữa giờ có nhiều anh em cũng comment nhắn tin cho mình là về cái con lửa mã đà. À, mã đà là ở đâu? Và anh em hỏi rất là nhiều. Đó thì mình cũng xin chia sẻ với cả nhà mình luôn, mã đà nó cũng là ở một tên địa phương địa danh thôi cả nhà, nó cũng nằm trong khu vực rừng quốc gia Cát Tiên. Thì rừng quốc gia Cát Tiên ở đâu thì cả nhà có thể là lên Google cả nhà tra giúp mình ha. Và thậm chí ngày trước mình cũng có đi vào rừng Cát Tiên mình chơi rồi, ở rừng Cát Tiên cũng có một cái khu du lịch. Hiện tại bây giờ cả nhà có thể đi chơi thì vé tầm khoảng 600 ngàn, 60 ngàn gì đó, thì cả nhà có thể lưu trú bên đó chơi ở ngày qua đêm, cắm trại qua đêm cũng có này, gồm đi tham quan khu ban đêm hay là đi vườn này kia rất là nhiều trong đó. Và cả nhà có thể lại vào trong đó, cả nhà kích chậm lửa lên sẽ nghe được chiếc chè lửa trong đó hót và cái khu vực mà lửa nó sống như thế nào, cả nhà vô đó cả nhà có thể trải nghiệm được luôn đó. Thì là như vậy ha. Và lý do vì sao mà bữa giờ cả nhà hay hỏi mình á, tại sao những con chim mới về mà lại ra nhanh như vậy, thì thật sự mà nói cả nhà mình cũng biết được rồi cái dòng này nó như thế nào. Và cả nhà mình, anh em nào chơi với mình theo dõi mình lâu và chắc chắn là sẽ biết được lý do vì sao mà những cái lời nói của mình và những con chim mình bắt á, nó lại có những cái gì đó mà nó lây nhanh như vậy à. Đó chính là mình có sao mà nói như vậy đó, chứ không phải là mình nói thật sự, mình nói cái nhà mình như mình đã nói rồi, người bán lầm, người mua lầm chứ người bán không lầm. Mình có thể là đi gây bụi chim hay những nơi nào đó mình bắt những con chim đó về và mình gắn cái tên của cái địa danh rất hay đó vào cho cái nhà mình mua à. Và cái nữa, cái cách chơi của mình nó lại khác với lại cái phong cách đánh giá của mình từ một con chim mà gọi là bộ sẻ, nó sẽ khác với nhiều anh em khác. Đối với nhiều anh em khác là những con chim bình thường to hơn những con đó người ta vẫn gọi là bộ sẻ, nhưng đối với mình không gọi là bộ sẻ được, tại vì mình đem cái con chim đó mình đem đi so sánh với con chim sẻ mình mới nói nó là bộ sẻ. Cho nên là nhiều anh em thấy con chim sẻ mini đó anh em rất là thích, và mình cũng có quay video là chung với lại con mái luôn, ở nhà không, nó bự hơn một ngón tay cái mình một xíu thôi. Hả? Và con mái nó bự không cả nhà thấy không? Và cả nhà cũng thắc mắc là ủa tại sao con mái lại to hơn con trống. Nói chung là chim này là do người thằng bạn mình á nó bắt. Thì nói chung là trước đó hình như ba cái con đó là mình bắt con cả tuần rồi cả nhà nhớ không? Là mình bắt về 2 con mái sô cô la với một con mái mã trống đó. Thì cả nhà mình bắt cũng 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 lúc đó là cả nhà mới biết được là thật sự nó là những video đó cả nhà mình theo dõi rất là nhiều luôn á, 1.000 mấy 2.000 lượt xem luôn chứ không hết đâu đó. Và trong khoảng là mấy giờ đầu thôi cả nhà, chứ không phải là đến hiện tại bây giờ. Và sau đó thì lại tiếp tục về thêm 2 con hay 3 con gì mình không nhớ, ba con thì sau đó mình lại dịch tiếp 5 con, trong đó có một con sẻ mini rất là đẹp. Nhiều anh em muốn ngã ý là như muốn chủ cũ chia lại thì thật sự nói cái con đó hiện tại bây giờ nó hot rồi. Hết luôn rồi à, tí mình sẽ chèn lại cái dòng tin nhắn của anh đó. Và thật sự nói cái anh này, cái bạn này á là ảnh chơi chim hút mặt à, chơi chim sâu đầu đỏ thôi nha, nhưng mà tự nhiên không hứng thú thấy con đó là kết liền một phát, một chưa đầy 30 giây là bay mất tiêu rồi nha. À, sau đó nhiều anh em lại hỏi muốn ngỏ ý chia lại thì với giá gấp đôi, và thậm chí nói chung là khi mà người ta đã chơi rồi người ta sẽ không có chia lại đâu coi nha. Thì nếu mà đó thật sự, nếu mà con đó mà nó căng lửa lên hót thì thật sự nó mình nghĩ là chắc sẽ không bao giờ giá dưới 10 đâu, đảm bảo với anh em luôn, con đó không bao giờ giá dưới 10 triệu người ta sẽ... Thật sự mà nói hiện tại bây giờ anh em rất thích cái dòng chim mà loại là sẻ mini mà đuôi ngắn nữa đúng không đó. Nói chung là sẽ tùy theo sở thích của mỗi người và từng người chơi. À, có người có tiền mua cũng được, và có người nói chung là không có tiền tự nhiên không lại có những con chim như vậy họ chơi. Đó, nó có nhiều cái nó khúc mắc như vậy đó nha. À, với lại thêm một cái nữa, cả nhà mình hỏi tại sao mình không like trên TikTok hay này kia nào, thì giờ sau nói trên nền tảng TikTok. Và à đúng rồi, nói TikTok mới nhớ là có cái vụ gọi là anh em hỏi là lửa mã đà có phải là lửa MD hay không. À, lửa MD là do cái thông tin của người ta đặt cả nhà, và có nhiều anh em không biết thì coi vô đó thì nói có người chửi mình mà giờ có nghĩa là mất dạy. Nói chung là không có đâu cả nhà, nếu mà thật sự anh em có chửi mình thì mình rất là cảm ơn luôn, chứ mình không có nói gì đâu cả nha. Nhưng ngày xưa thì lúc mình mới tập kênh nha thì rất là nhiều anh em thương mến và nhiều anh em chửi cũng có, tại là do cái lúc đó mới thôi nha, mình làm nó không có được chỉnh chu cho lắm và mình xài những cái điện thoại cụ bắp mà mình quay tiếng không lớn, không có nói rõ được. Nhiều anh em cứ thắc mắc tới chỗ đó suốt luôn à.
Nhiều khi anh em chửi mình rất là buồn, mình không biết làm gì hết, và cũng có rất là nhiều, cũng nhờ những cái chuyện đó và nhờ kênh YouTube này mình kết nối được rất là nhiều anh em từ Bắc đến Nam, mà từ trong nước đến ngoài nước. Và anh em gọi lúc đó mà mình ngưng video khoảng mấy ngày thì cả nhà đều gọi hỏi thăm là tại sao mình không ra video nữa, sau đó là còn chia sẻ rất là nhiều. Còn đến bây giờ thì thật sự nó có thể là mình gọi là mình chai với những câu chửi rồi, và mình nhờ những câu chửi đó mình có thể rút ra được những kinh nghiệm và những cái bài học để hay hơn mình chia sẻ với cả nhà mình. Thật sự mà nói là rất cảm ơn những người đã chửi mình, thậm chí mình rất là muốn nhiều người chửi mình để mình có thể là học hỏi được những cái mà, ví dụ người ta chửi có nghĩa là người ta sẽ coi những cái mà mình sai người ta mới chửi, chứ còn mình làm đúng người ta sẽ không bao giờ chửi đâu, đúng không? Và thêm một cái nữa cả nhà, là lý do vì sao mình không like lên TikTok, tại vì like lên TikTok mình lỡ mình buồn miệng á, mình nói ra ví dụ Facebook, Zalo, gì tùm lum hết à, ví dụ đọc số điện thoại hay mình nói cái tên địa danh địa phương ra cái cũng bị bóp tương tác này kia nọ, và anh em nói mình lên đó mình thôi kiếm tiền được, thì họ sợ nói mình kiếm tiền như vậy thì nói chung là mình cũng không có làm xiên để họ đến nỗi mình like để mình kiếm tiền từ đó cả nha. Chủ yếu là mình chơi cho vui, làm để mình chia sẻ những video. Thật sự nếu mình em muốn mình like thì mình sẽ like trên YouTube, tại vì tên này mình có thể là mình nói thoải mái, mình làm bất cứ gì mình thôi chia sẻ anh em rộng rãi hơn, chứ gì mà tự nhiên không lên dép lào giá lộ gì tờ lương hồng dương hết, tờ Facebook phổ bò, nhiều lúc những cụm từ đó mình không biết luôn á, như vậy mình rất là khó tả nha, không có nào chia sẻ được đó. Cho nên là người ta nói MDR là mã đà, và đặc biệt một cái mình dám khẳng định với anh em luôn, hiện tại bây giờ thì nếu mà nói về lựa mã đà thì mình kênh like trên TikTok thì mình chỉ thấy đúng một kênh thôi. Cái kênh này chắc chắn anh em sẽ biết mà mình nói như vậy anh em tùy anh em không, tại vì á ở nhà thấy được là một ngày anh dạy được bao nhiêu con, có khi một tuần dạy được bao nhiêu con, một tháng bao nhiêu con, nhưng mà mình kết anh một câu, nếu anh em muốn chỉ chờ lửa nhiều 100 đến 200 con anh vẫn có, nhưng không phải là lửa mã đà hoặc là lửa cát tiên ha. À, thì anh nói câu đó thì mình chắc chắn khẳng định với anh em là anh này nói chung là ok, còn lại là 99% ở trên những kênh TikTok khác mình đã bảo với anh em không bao giờ có con lửa mã đà nào mà anh em nhập về khoảng 20-30 con, và họ đang hoặc là lửa FT nhập về nhiều, nhiều vậy ở Bắc, miền Bắc, miền Trung đó, thì họ cứ like họ bán, thì thật sự nói cả nhà mình thật sự nói những người đó like xong rồi anh em chuyển tiền cho họ, họ cứ không bao giờ họ ghim bất cứ gì, và những người đó họ là bỏ những con chim vào trong những cái hộp nhỏ 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 hộp gỗ như thế này đó để quay quay đó, mình đảm bảo với anh em chuyển tiền đi rồi thấy cái cảnh là tiền mắc mà chim không thấy đâu. Thật sự mà nói anh em mua chim á thì anh em chịu khó, anh em nếu mà có thể là lựa trên những cái gọi là uy tín của họ và những cái gọi là giao dịch qua lời qua, như là mình gọi video mình xem trực tiếp những con chim, mình đã nói rồi bất cứ gì cả nhà mình chịu khó gọi video xem trực tiếp, chứ còn coi trên đó anh em chốt đơn chốt đơn chốt đơn, thậm chí anh em mua hàng trên TikTok anh em còn bị dính hàng tào lao mà nói gì mà anh em mua chim trên TikTok, đúng không? Chỉ có đơn giản như vậy thôi đó, mình chỉ có mình suy nghĩ nó đơn giản xíu, anh em đừng suy nghĩ công phu cao siêu. Gần Tết rồi mình nhớ giữ tiền của mình để dành lại, mình mua thậm chí những con chim đó 200-300 ngàn mình có thể mua được một bộ đồ hoặc là hai bộ đồ để mình mặc rồi cả nhà, chứ anh đừng đừng có phí tiền vô cho những cái người như vậy. Và thậm chí thật sự nói mình thấy hiện tại bây giờ người ta like TikTok vô tội vạ luôn. Có những anh rất là nổi tiếng, ảnh đưa cho mấy vợ vợ mấy ảnh là bán cám bán đồ, thì mình nói chung là mình không muốn đụng chạm tới em, mình cho nên mình sẽ không nói tên. Và thật sự nếu mà nói về cái ngành mà chim chào mào thì thật sự mà nói đối với nữ thì mình đảm bảo với cái nhà hiện tại giờ tất cả các nữ trên toàn nước Việt Nam không ai qua một người, đó chính là nói chung là bạn này là bạn đã không còn ở hiện tại, không còn ở cái nhà. Nếu mà nói chắc chắn anh em ở Bình Dương hay là những cái tỉnh thành lân cận thì đã chơi với em này rồi sẽ biết, đó chính là Hạnh Béo. Bạn này cực kỳ giỏi nhất cả nhà, bạn đó hả đi từ Bắc tới Nam đi sưu tầm từng con chim, và bạn này chính là cái người đầu tiên trong cái ngành chim chào mào, mà gọi là mào quá nha, chào mào mào nha, là chào mào đột biến á, là bạn này là sưu tầm từ rừng tự nhiên đến là chim nhập chim này chim kia, nó thì không ai qua bên đó luôn, và cái cách nói chuyện của bạn đó cực kỳ hay và cực kỳ cuốn hút. Thậm chí những con chim mà nó thấy cái nhà chỉ cần bạn nó nhìn thôi là bạn biết con đó tốt chắc hay không, mà mồng màu như thế nào đối với cầm một con bổ trên tay chỉ có sơ như vậy thôi, phải nói là sư phụ luôn. Có ai thử nghĩ không, một người nữ mà đi từ Bắc tới Nam mà không sợ ai hết, đi kiếm chim từng này từng ngọc, và cái người thứ nghe mà mình biết đó chính là cái bà dự chủ dự chim ngày trước mình quay, là bà này giờ bà cũng trốn nợ rồi. Bà nhìn thật sự nó cái con chim đó là nó ở trong chuồng Avi,
là 100-200 con gì đó. Bả mà ngồi bả đánh được con đó rồi, thật sự mà nói họ bả lựa ra đúng cái con đó luôn. Và bà nói ừ đặc điểm con chim y chang như vậy luôn. Phải nói là mấy người này cực kỳ hay. Và con chim bà cũng y chang cái bàn hạnh kia. Là cầm lên ở thấy mỗi á. Chỉ cần mình cầm thôi chứ không phải là bà cầm mà không biết giấu mặt giấu mày gì. Cầm lên là biết ở con chim đó là mòng màu là nó sẽ lăn đinh thế nào. Tại thường anh em bắt cho màu á. Khi mà anh em bắt nó xong nó sợ nó sẽ quỵp cái đầu nó xuống ra sẽ ngược ra sau. Hoặc là nó không có còn đứng lên nữa. Thì sẽ nhìn không biết nhưng mà người ta lại nhìn là biết. Hay thiệt. Hay là chỗ đó. Tại vì anh em nào chơi chiên chắc chắn là anh em sẽ biết ha. Còn mấy chị kia mình thấy lên like xong hồi đó để chờ ảnh ra để họ trả lời chia sẻ với anh em. Tại vì nữ thì họ sẽ không có đam mê chim bằng như mấy ông nam rồi đúng không? Nam mới thích chim chứ nữ nào mà mê chim nhiều ha. Chỉ có là mưu sinh cuộc sống đó, thì người ta có thể là người ta dấn thân vào người ta hiểu phạm hội ta tìm tội lên thêm thôi. Thì có nhiều cái mình chia sẻ với em như vậy. Còn nói chung là anh em chửi thì anh em chửi thôi chứ giờ mình cũng biết sao, chủ yếu mình chia sẻ để cả nhà mình có thể là hiểu rõ hơn và có thể là mình chơi mình nắm như thế nào. Nhớ rồi, tiền mình thì ở trong túi của mình, mua chim hay là mua bất cứ gì cũng phải tỉnh táo một xíu. Hiện tại thì mình đang chuẩn bị huấn luyện cái con lửa của cái bạn công an đưa cho mình. Là nói chung là nó mua của người ta nên mình không tiện để nói ra nhắc tên trên này cả nhà. Chứ mình sẽ tập nó hót trên tay cho cả nhà xem thì khoảng thời gian bao lâu, nói chung là con này chắc lâu ạ, hồi qua Tết á, tại hiện tại giờ nó chưa xong lông đuôi nữa, hiện tại giờ mình nghĩ chắc không cỡ 27-28 gì đó. Nó là chim sinh nha cả nhà, chim gốc sinh nha chứ không phải chim gốc Việt. À đúng rồi, sẵn cũng nói luôn là chim gốc sinh chim gốc Việt này kia nọ cả nhà, thì mỗi người sẽ có sở thích chơi thôi. Còn con chim hay chim dở thì do cái bản năng của con chim, cũng giống như lửa mã đà hay lửa cát tiên này kia nọ anh em lại chuộng hơn những dòng khác đó, do là mình chỉ cần gắn những cái tên đó thôi là mình bán rất là chạy. Còn khi mà mình nói lửa cam hay là lửa lào lửa miền trung lửa miền bắc đồ thì anh em lại sợ, anh em không dám chơi. Và người ta lại thích những con như vậy tại vì nó đã có tiếng từ ngày xưa xa xưa đến bây giờ rồi cả nhà. Giống như là sao ta, nhưng mình ví dụ sao ta, ví dụ như là một bài báo cáo khoa học đi đó, bình thường này không ai biết hết. Khi mà mình đăng bài đăng báo lên trang mạng xã hội hay là mình đưa ra thế giới thì cả thế giới đều biết, giống như chim vậy thôi. Thì mình em chơi anh em đồn thổi với nhau rồi anh em sẽ biết biết được con chim đó đó đúng ở vùng đó nó hay, cho nên là những người mua bán họ muốn bán được bán chạy thì bắt buộc phải gắn cái mác nó vô để mới có thể là bán được nhanh hơn. Còn thực tế thì mình nói rồi không ai biết được đâu, chỉ có người bán họ biết thôi. Còn người mua thì chỉ nghe người ta nói như vậy. Còn mà cái việc được đánh giá con chim đó, hay hay dở là do quá trình nuôi của mình nữa nha. Chứ thật sự nói dù con chim hay mà anh em không biết cách chăm không biết làm gì hết thì con chim của mình nó cũng thành một con phế thôi. Anh em không có niềm đam mê hay là không gì hết, thấy người ta chơi mình thích cái mình đổ xô vô mình chơi gọi là a vua, mình không biết làm gì hết, mình chăm bỏ bê thì con chim mình xuống từ từ mà nó lại không đạt được đỉnh cao như lúc đầu. Ví dụ như người ta giờ người ta cũng con chim y dạng vậy, mình cũng mua cùng một rừng như vậy và cũng phải đánh kiểu như vậy, nhưng mà người chăm nó lên rất là nhanh, người chăm lại không lên. Có người thì giờ họ buông mở lòng ra hết, hỏi ủa tại sao chim tôi nhát như vậy, họ sợ. Còn có người và họ chăm rất là kỹ, họ trầm đến 2 đến 3 ngày họ mở ra một xíu họ chạy ăn xong họ trầm tiếp đó. Đó là do cách của mỗi người chăm nó lại khác nhau đó nha. Đó, lý đó nhiều khi anh em tôi chia sẻ cũng vậy, có người nuôi đẻ người nuôi không đẻ thì nó rồi, nhiều khi con chim nó có duyên với mình nữa nha, nó hợp với mình thì nó sẽ lên, còn nó không hợp thì nhiều khi nó là không có lên được đó. Cả nhà thấy nó bay vậy không? Đuôi á ở trên cầu á đứng thì thấy nó thẳng nhưng mà ra đó là thấy nó tôm không? Cái nhà nghĩ giờ có như chắc hở 2 găng tay mình không, 2 găng tay mình tới 42 lần. Miếng nó qua tới bên cái ô này dư xíu rồi tí xíu mình lấy khước mình đo thử. Nói chung là cái bạn này thì cũng muốn sẻ chia cho anh em thôi, anh em đừng có lo, nhưng mà hiện tại bây giờ chưa xong lông nên không có nào lo được đo mà chia được, tại vì với lại cái chi phí của bé nó thì với hiện tại bây giờ đuôi nó hiện tại khoảng chừng 25-26 thì nó sẽ không có đúng giá được, từ khi nó trở lên 27-28 thì nó sẽ đúng được cái giá của nó hơn. Cho nên ok giờ mình sẽ cứ cái gì đây tại mình hẹn đứa sau ha.